Cochansit 2023 vừa lắp hoàn thiện bộ cửa tự động mã Sizam model ngang kèm với màn hình Android QLED Luxury, cam hành trình phía trước này, cam lùi HD phía sau. Bây giờ em sẽ review từng món cho các bác ạ. Cửa mở từ bên ngoài, có hai cái remote kèm theo như thế này, bấm giữ trong vòng khoảng 2 giây cửa tự động đóng lại. Cửa Sizam thì đóng với tốc độ trung bình là 5 đến 8 giây, đóng rất là nhẹ nhàng êm ái, phù hợp với lại Cochansit. Đấy, khi mở ra đây là vào trong. Mã Sizam này thì ra đời từ năm về đến Việt Nam từ năm 2016 và được lắp đặt trên rất nhiều dòng xe Cochansit rồi. Cửa đóng chạy rất là êm ái nhẹ nhàng. Model Sizam này thiết kế cũng khá là nhỏ gọn. Tần suất đóng mở lên tới 300 lần một ngày, các bác thoải mái hoạt động ạ. Tất cả những bộ cửa điện của hãng Ador Liên bang Nga thì đều được thiết kế cảm biến chống kẹt đa điểm thông minh. Đây là nút ấn ở trên táp lô, ấn giữ. Cửa đã tự động đóng lại. Ngoài ra thì bác chủ có lắp một màn hình Android 9 inch, RAM 3, ROM 32GB, hãng Luxury, công nghệ ảnh QLED, đây là chế độ dẫn đường này. Giao diện chính của nó đây ạ, rất là nét. Dùng các ứng dụng này, đây là kiểm tra camera hành trình này, có camera lùi và rất nhiều những ứng dụng YouTube này. Màn hình này thì rất là sắc nét, bên em lắp đặt trọn bộ này trong vòng khoảng tầm 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Các bác có nhu cầu lắp đặt đồ xịn, thiết kế zin theo xe, chuẩn chính hãng, liên hệ với bên em nhé, Rambo Auto, đây là địa chỉ lắp đặt ạ.